Sáng nay, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã thông báo các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại quyết định số 1238 ngày 11 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị phân công đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí Thư và giữ chức Thường trực Ban Bí Thư khóa 13. Họ và tên Lương Cường, ngày sinh 15 tháng 8 năm 1957, quê quán, phường Dữ Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dân tộc Kinh, chức vụ, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí Thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Tóm tắt quá trình công tác: từ tháng 2 năm 1975 đến tháng 4 năm 2003, chiến sĩ, thiếu úy tháng 1 năm 1979, trung úy tháng 11 năm 1981, thượng úy tháng 11 năm 1982. Đại úy, tháng 6 năm 1985, Thiếu tá, tháng 7 năm 1989, Trung tá, tháng 8 năm 1993, Thượng tá, tháng 8 năm 1997, Đại tá, tháng 9 năm 2001, Trợ lý cán bộ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hoàng Liên Sơn, Trợ lý cán bộ, Sư đoàn 355, Trợ lý trưởng ban nhân sự, Phòng cán bộ, Cục chính trị, Quân khu 2, Phó trung đoàn trưởng về chính trị, Bí thư Đảng ủy trung đoàn 174 Sư đoàn 316, quân khu 2, phó trung đoàn trưởng về chính trị, bí thư đảng ủy trung đoàn 98, sư đoàn 316, quân khu 2, trợ lý phòng nhân sự, phó trưởng phòng, trưởng phòng nhân sự, cục cán bộ, tổng cục chính trị, phó cục trưởng phụ trách nhân sự, đảng ủy viên cục cán bộ, tổng cục chính trị quân đội nhân dân Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 3 năm 2006, đại tá, thiếu tướng, tháng 2 năm 2006 Phó tư lệnh về chính trị Quân đoàn 2, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2, học viên lớp nghiên cứu cho cán bộ lãnh đạo quản lý cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tháng 2 đến tháng 3 năm 2006. Từ tháng 4 năm 2006 đến tháng 12 năm 2007, Thiếu tướng, Chính ủy Quân đoàn 2, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2. Từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 5 năm 2011, Thiếu tướng, Trung tướng, tháng 8 năm 2009, Chính ủy Quân khu 3. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy Quân khu 3. Từ tháng 6 năm 2011 đến tháng 12 năm 2015, Trung tướng, Thượng tướng, tháng 12 năm 2014. Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, học bồi dưỡng cán bộ cao cấp tại Trung Quốc, tháng 12 năm 2011 và tháng 11 năm 2013. Từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 4 năm 2016, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 1 năm 2021, Thượng tướng, Đại tướng, tháng 1 năm 2019, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ủy viên Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Từ tháng 1 năm 2021, đại tướng, ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ủy viên Tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương. Từ tháng 6 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15